Bạn nha, hôm nay tôi chia sẻ với các bạn làm cái ống bẫy lươn này. Đây có 7 cái. Bây giờ tôi sẽ khoan một cái lỗ vào đây để làm cái que để cắm xuống bùn nha. Đây là cái hòm này. Đấy, bây giờ tôi sẽ khoan vào đây. Kéo các bạn nha. Đây mình khoan thế này, mình cắm que thì nó không vướng vào cái này, cái hòm này. Và đây làm cái lỗ thông hơi nhá, một lỗ thôi. Một lỗ nữa làm mặt trên nha các bạn nha, cái này mình làm mặt trên nha, không nước nó ngấm vào nhá, để nó khi con lươn nó vào thì nó có không khí để thở được. Rồi cái nào cũng thế nha, mình phải đo cái này nha. Đây như tầm này mình khoan vào đây, lúc mình xiên cái que ở đây thì nó không vướng cái hòm này nha. Đây là có 7 ống các bạn ạ.
Giờ bót que nhé các bạn nhá. Bót que để mình xỏ vào đây này. Đấy. Đây nhá. Là đã ổn nhá. Đây bên này mình cắm xuống bùn. Đấy, để góc bên này nhá. Nó không khí để nó thử không là nó vào nó ngạt là nó sẽ chết. Ok, vậy là đã xong rồi nha các bạn ơi. Bảy cái ống nha. Đây mồi giun mình sẽ quét vòng cái hòm này nhé các bạn ơi. Đấy. Quá trình con đường nó ăn nó sẽ chui vào trong cái ống nhé. Đây. Hoàn tất nhé. Cái này mình dùng mồi giun các bạn. Giun đất nhé. Nó sẽ thu hút được con lươn hơn. Vậy nha, video đến đây là kết thúc nha. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh của mình nhé. Chào các bạn nhé.